Xin chào cả nhà, hôm nay quay lại với kênh Nhạc Cảnh Đẹp. Hôm nay Nhạc Cảnh Đẹp lại tiếp tục làm bên sinh tố, làm một món sinh tố để cho bây giờ là cũng mùa nóng bỏng, mùa hè nóng bỏng rồi. Tôi thì cũng nghĩ ra những cái việc hay hay trong gia đình để giải khát. Hôm nay em sẽ làm cho cả nhà xem một món chả rốt này. Rất hay, có giá trị dinh dưỡng rất tốt. Cà rốt được trồng rất nhiều nơi và nhiều người sử dụng. Loại củ này là được phổ biến đa năng và có thể mang lại những cái hương vị rất hay, và nhiều củ có thể khác kích thước của nơi trồng, và nó phụ thuộc vào tất cả các nơi, các vùng miền trồng. Trong cà rốt, nếu một khẩu phần của một nửa cà rốt, nửa cốc cà rốt có 25 calo và 6 gram carbohydrate và 2 gram chất xơ và 3 gram đường và 0,5 gram protein. Cà rốt còn có nguồn cung cấp dồi dào các vitamin và khoáng chất quan trọng dựa trên nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày của một người. Nửa cốc cà rốt có thể giúp ta đáp ứng 73% nhu cầu vitamin A và 9% vitamin K và 8% lượng kali và chất xơ, 5% vitamin C và 2% canxi và sắt. Lợi ích sức khỏe khi ta dùng và uống ăn cà rốt. Cà rốt có rất giàu các chất chống oxy hóa và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Có nhiều điểm nổi bật sau đây. Cà rốt cho đôi mắt ta cực tốt. Đây là những công dụng sức khỏe nổi tiếng nhất của cà rốt. Cà rốt giàu beta carotene, một hợp chất mà cơ thể chuyển thành vitamin A, hay còn gọi là tiền vitamin A, giúp mắt khỏe mạnh, bảo vệ đôi mắt khỏi ánh sáng mặt trời và làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể, cũng là như các vấn đề thể lực khác. Đây, hôm nay Nhạc Cảnh Đẹp chia sẻ với cả nhà về món cà rốt làm sinh tố rất hợp cho mọi người. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cả nhà cứ mạnh tay like cho Nhạc Cảnh Đẹp một cái và nhớ chia sẻ và đăng ký kênh. Nhớ nhấn vào cái chuông để ủng hộ Nhạc Cảnh Đẹp. Chúc cả nhà sẽ làm cho mình một cốc sinh tố cà rốt này cho thật ngon nghẻ bổ dưỡng. Chúc cả nhà thành công. Sinh tố cà rốt, phủ cà rốt và cà chua, sữa, gọi là sữa sinh tố uống bổ dưỡng. Đây là một quả cà chua với một củ cà rốt thì sẽ được hai ly sinh tố. Bây giờ là ta sẽ gọt vỏ. Nhớ cái này là không làm sống nhá, mà cái này là làm chín ấy. Ta làm xong rồi đâu là ta cho vào nồi ta luộc, cứ đừng luộc kỹ quá, luộc sơ thôi. Ta nạo vỏ sạch sẽ xong rồi ta cho vào ta luộc sơ thôi. Chưa, đây là sữa sinh tố, sữa là ta phải làm chín đó. Bây giờ là em mang đi rửa xong em cho vào em nồi em luộc.
Đây, đây là củ cà rốt nhá, em cho em luộc này, nhặt cành đẹp cho vào luộc này. Thế còn quả cà chua lúc nào nước sôi thì ta chỉnh đúng thôi, chứ ta mà cho vào luộc thì là luộc kỹ quá không tốt. Nhưng cái này là ta phải luộc nhừ này, để cho nó ra nó thành bột thì nó mới thành sữa được. Ta phải luộc nhừ, củ cà rốt là phải luộc nhừ nhá. Còn là củ cà chua này thì ta chỉ nhúng vào một lúc một tí thôi, chứ kỹ quá là nó tan ra nước này là không được. Bây giờ em sẽ đóng nắp lại để đun. Đây, bây giờ chắc là sôi rồi đây. Bây giờ nhạc cảnh đẹp sẽ mở ra cả nhà xem. Đây nha, ta chỉ cho gọi là chín vừa thôi, chứ đừng chín quá. Chín quá nó bay hết những cái chất ở trong củ cà rốt đi. Đấy, bây giờ nhà cảnh đẹp sẽ vớt ra nhá. Cả nhà là lưu ý này, cái này chỉ đun sôi một tí thôi để cho nó gọi là ấy thôi, chứ mà đun kỹ quá là nó mất hết cái chất ở trong. Còn cái này thì ta nhúng thôi nhá, nhớ là phải lột vỏ, phải bỏ hạt đi. Bỏ hạt ta chỉ lấy một phần này thôi, ta cho vào đây để ta làm gọi là nó ấy thôi. Đấy, gọi là ta nhúng để cho nó đấy, vì cái cà chua này là có bột sẵn mà, nó là tinh bột sẵn rồi, nó không có chất xơ, nó ít ít xơ ở trong, nên ta chỉ cần nhúng thôi để cho nó gọi là cũng là một phần là các chất tạp, gọi là nó đi hết chất độc hoặc là chất tạp đấy, nó đi hết đấy. Nó có cái độ nóng, nó độ nóng để nó khử đấy. Còn củ cà rốt thì ta củ cà rốt ấy, thì là ta luộc vừa thôi, chứ luộc kỹ quá là nó sẽ đi hết những cái chất ở trong củ cà rốt đi đấy. Thế là xong nhá. Bây giờ em sẽ sắt củ cà rốt, thái nhỏ nó ra, nó cho vào máy xay. Đây, bây giờ là nhà cảnh đẹp sẽ tiếp tục cho xay. Đây là củ cà rốt nhá. Đấy, ta sẽ cho vào tô xay, ta thái nhỏ đây, trước khi xay là thái nhỏ thêm một chút để hỗ trợ máy xay. Tất cả ta dùng tất, chứ ruột các thứ là vẫn để nguyên, vì tất cả là củ cà rốt là chỗ nào đấy, dinh dưỡng và các chất của củ cà rốt đều tất, nên ta bỏ đi là ta phí. Ta chỉ cần luộc thế này thôi, chứ không cần luộc dữ quá, nó chỉ tay tay thôi. Thế này là rất tốt này. Ví dụ cứ một tuần là ta làm cho 3 lần như này, hoặc 2 lần cũng được, là cơ thể rất tốt. Vì trong cà rốt này là có những cái chất trong cơ thể ta rất cần thiết. Ta phải thái nhỏ nhá, hỗ trợ máy xay. Chứ để cả củ là xay, ví dụ máy ép thì nó còn được. Máy ép thì ta để cả củ thì còn được. Nhưng máy xay là ta phải hỗ trợ, ta thái nhỏ ra một chút, chứ ta để cả củ là không được. Máy ép thì củ là nó còn tạm được. Đây là cà chua này. Đấy, cà chua thì ta lột cái vỏ ra. Đấy, vì là ta nhúng nước nóng mà thì là rất dễ lột vỏ. Đấy. Đấy, đây, ngon chưa? Đấy, cà chua này. Ta cắt đôi ra. Cắt đôi ra cho nó. Cà chua là ta chỉ có cho vào tay tái thôi. Tay tái chứ nó nhão ra là không được. Đấy, nhão ra quá nó trở thành nó chua quá.
Đấy, cả nhà nhìn nhé, đây này, đây rất ngon, rất ngon. Đấy, bây giờ là mình sẽ cho vào đây để xay. Đấy, thế thì ta cho chất ngọt thì trong đó này có sữa, sữa hộp nhá, ta cho sữa hộp này. Lượng này thì cho vừa thôi chứ đừng cho ngọt. Một thìa cà phê nhá, thìa cà phê này. Hai thìa này. Ba thìa thôi nhá, nó chỉ cho ba thìa thôi. Cái lượng nó ngọt nó vừa thôi. Thế mình ta cho một chút đường để cho nó có thơm một con mùi đường. Để cho một thìa đường để cho nó có cái vị thơm, mùi thơm ngọt ngào của đường. Đấy, thế là xong. Thế là bây giờ là ta xay nhá. Bây giờ là ta xay này. Cho một ít nước, nước hơi ấm ấm, cho một ít hơi ấm ấm nhá, để cho nó có cái độ xay cho nó dễ. Đó, thế thôi. Khi nào là ta điều chỉnh được sau. Đấy, bây giờ nhà cần đẹp sẽ xay cho cả nhà biết. Nhìn thấy chưa? Ngon chưa? Đấy. Đấy, coi như là được rồi. Bây giờ nhà cảnh đẹp sẽ rót ra. Đấy, thấy chưa? Rất ngon nhé. Đây là mời cả nhà thưởng thức nhé. Đây, thấy chưa? Đấy. Sinh tố sữa này, cà rốt này, rồi là một quả cà chua này, là mới cho sữa này, cho một thìa đường này, hương vị rất đặc sắc, rất thơm ngon. Mời cả nhà cùng uống, rất ngon nhá. Cả nhà nhìn đây, thấy chưa? Đấy, ngon lắm. Cả nhà cứ mạnh tay like cho nhà cảnh đẹp và chia sẻ, nhớ nhấn vào nút chuông, nhớ đừng quên đăng ký. Chúc cả nhà có một ly sinh tố cà phê cực ngon. Là mời cả nhà uống ngon lắm đấy. Cái này nó
uống ăn nó vừa ngậy ngậy, nó hơi ngon ngọt thôi nhá. Cả nhà nhớ là cho hơi ngon ngọt thôi, cho ba muỗng muỗng cà phê sữa với một muỗng đường là nó rất ngậy, ngon lắm. Chúc cả nhà sẽ dùng cho mình một ngày một ly, quá tuyệt vời, một ngày một ly rất ngon. Đấy, cà rốt này rất tốt này, nhất là chị em phụ nữ dùng này quá tuyệt vời.